Hello cô chú ơi, hôm nay lên video của chay hơi trễ là tại vì do là vừa nhận được một cái món quà này nè, mà chay đang ở bên nhà của bà Dolores chơi nên là mẹ với cha ba chay khóa cửa lại để làm cái này cho chay chút nữa chay về bất ngờ. Đây là một cái món quà của một cô rất là thương chay ở bên Texas á, gửi qua cho chay. Đó, giống như nhà của công chúa vậy đó, mẹ với Okay, baby. Now you have the most important spot. quà. See that star? Nào, này phải không? Này hả? Rồi sao You're nữa? gonna put all those into that star, À, rồi sao nữa? and then put all the other ones on each post here. À, rồi bây giờ Ngọc tiếp tục Ngọc làm And I gotta nha. keep the. Cha cô này cho cái món quà này chắc chay vui dữ à, chút nữa nữa để làm xong mời chay về. Ai mọi người Ngọc Bạch đang mặc đồ nhà nha mọi người. Không lẽ mặc đồ này đi mặc đồ đó, rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Nên bọn. Go inside. Trời ơi bây giờ bắt tôi chui vô thế này nè trời. Tôi chui vô. Rồi sao nữa? Nên bọn. Okay, that's the middle of it. Hả? Này hả? Làm sao nữa? So lift that up and then each corner has a has an end. Like this. You see đó, all mọi the người strings in gắn there? Hết rồi đó. À. You see all the strings in there? Rồi. Tie. Bây giờ chay sẵn sàng đi vô chưa? Rồi, mở cửa. Oh my god, look at you. Yeah, look. It's a big surprise. Yeah. You like it? Love it. Oh my god, I gotta record you. Look, you. Oh my god, I love the outfit. Like my new pajamas? Oh, wow. That's so funny. So nice. Hello. Hi. Not working today? Yeah, I'm off. Oh, okay. We went shopping and I bought Wow. Wow. I tucked it down. Oh, look, it got lights in there and everything. Yeah, JD, you like it? Yeah, I gotta get mom to see this. Yeah, yeah. Wow. Con thích không? Bây giờ đi, bây giờ mà vô mặc đồ công chúa nữa là đúng luôn rồi đó. Wow, cái này là It's a princess house. Uh-huh, it's a princess house. Hi. Princess Jasmine. Hả? Princess Jasmine. Oh, Princess Jasmine house. Wow. Adorable. Yeah. Oh, you want to close the door? Okay. JD, you want to sleep here tonight? Yeah. Yeah? Oh, let's go eat. Okay, JD gonna sleep in here tonight. Oh, yeah. She's gonna want you to, Mom. You love mommy. Uh-huh, I did it, sweetheart. Daddy just did it. Yeah. Daddy and Mommy. Yeah. Daddy will sleep in the bed. Here you go, JD. Cô, cái này là cô mua cho con đó. Con cảm ơn cô đi. Biết rồi nhưng mà con cảm ơn cô đi. Không mẹ ơi. Đâu không cảm ơn cô mẹ thôi, trả lại cho cô đi cô ơi. À, mày làm cho con nha. Nhưng mà con nói con cảm ơn cô. Đúng rồi. Rồi bỏ cái mền vô. Tối nay ngủ rồi nha. Yeah, lay it out straight so she can get in there. Yeah. I'm scared. Không, nó kêu nó ngủ mình nó sợ. Đó, tắt đèn chị ơi. Wow. Đó, tối con ngủ đây nè. Tối nay con ngủ đó đây. Không. Tự nhiên ba tắt đèn tối thui, đè tắt đèn đẹp nhưng mà không có thấy đường. Đường vô chổng đây con bước vô chổng. Princess, đi vô đi Princess. Đó, đi vô cô chú mới thấy. Wow. Rồi, hát đi. I can show you the world đi. Muốn mặc đồ Princess Jasmine hả? Cái bộ đồ đó hư rồi. Bộ đồ đó bị đứt rồi nhớ không? Ừ, hết bộ đồ rồi. Trời, mẹ muốn mặc đồ Princess Jasmine là công chúa Jasmine á. Hả? Đi vô thay đồ hả? Đó, thay đồ công chúa ra rồi. Bây giờ nó vô nè cô chú ơi. Vô nè. Oh. Elsa. Elsa sao? Đó, Elsa làm phép thật vậy đó hả? Gì ra vô vậy? Elsa ra vô kia vậy hả? Mẹ đi ra mẹ ơi. Trời ơi, mẹ đi ra mẹ ơi, có được không? Wow, wow. Trời ơi, chay sướng quá. Chay được cô mua này sướng ghê á. I think so. Hi. This is mom. Vậy, mẹ cho mẹ vô với được không? Okay, mẹ.
Ok, cho mẹ vô với. Ok, mẹ vô nè. Mẹ mở cửa cho mẹ vô. Cảm ơn con. Oh wow. Mà nó nghe nè, ngày mai á rủ Audrey vô đây chơi ha. À, cho Audrey mặc đồ giống như Lego luôn phải không? Yeah. Cho Audrey làm Anna đi, con làm Elsa. Ha. Mẹ mua Anna mẹ ơi. Mua Anna cho Audrey hả? Dạ. Ừ, trời ơi, diễn cái đầm công chúa vô liền, nó diễn viên thì cái chứ. Trời, cái tay xăm mới xăm hay gì đây? Trời ơi, cái tay xăm, xăm hình con cá bị sát nè. Rồi bây giờ công chúa bước vô coi. Mở cửa bước vô. Ôi trời, đứng ngoài quay váy nữa. Mở cửa bước vô công chúa ơi. Trời ơi. Ôi ơi. Đã, trời ơi, cứ đây nè, trong phòng công chúa có mũi rồi nè, công chúa. Ủa, này là cái mùng mà sao có mũi nữa? Con này con gì bay vô đây vậy? Into the end. Into the end. Baby, can you give me another battery? This one running out of battery. Trời ơi. Hát trong đây nè, Ờ, mở ra hát á. Trời ơi, công chúa, quay mặt lại đây cho đẹp công chúa ơi. Mở cửa ra công chúa. Trời ơi. Ok. Ok, sao? Ok. Rồi, công chúa bước vô đi công chúa. Trời ơi, nó kêu mẹ ơi, đi la mẹ ơi. We love you, princess. Wow. Ôi, nó lại nó đóng cửa lại đó, cũng làm bộ. Nó làm bộ, nó đóng cửa lại. Công chúa đi đâu mà công chúa đóng cửa nhà kín mít vậy? Sợ ăn cướp ông trộm gì vô hả công chúa? Để tớ mang đôi dép tớ vô coi đây. Ôi ơi, tối nay là chay ngủ hôm nay nè cô chú. Công nhận cái sáng kiến của cái cô đó mua cho chay cái này thật là nó khác lạ luôn á, rất là khác lạ. Ok. Let's go. Đóng cửa rồi hả? Ừ thôi. Đóng cửa. Cái này mà ship về Việt Nam cũng gọn nữa nè, nó nằm ở trong một cái hộp có chút xíu rồi mẹ. Cái này mà ship lại nó nằm trong cái hộp có chút xíu rồi, đóng về Việt Nam cũng còn kịp luôn á. Rồi công chúa ngủ rồi công chúa. Rồi tắt đèn nha. À không hả. Rồi chúc công chúa ngủ ngon. Rồi công chúa ngủ xè cánh lại. Hả gì vậy? Vô quay phim. Thôi đóng cửa đi. Trời ơi, vô quay phim nó không cho. Ngủ là không có cho quay phim vậy nè. Đóng cửa lại. Lén quay lén công chúa lúc ngủ. Không có cho quay lén à. Thôi ngủ đi. Đúng rồi. Ngày mai rủ Audrey chạy chơi nha. Không. Sao vậy? Không có rủ Audrey chơi. Sao? Rủ Audrey, hello Audrey. Rủ Audrey sao? Con với Audrey vô, phải cho Audrey, kiếm cho Audrey bộ đồ công chúa mới hợp. Chứ còn vô trong đây mà mặc đồ thường là không hợp nghe chay. Hello. It's Elsa, mommy. Yeah, Elsa, mày biết rồi. Ủa công chúa làm tóc lại đi chứ công chúa để đầu từ đầu bù tóc rối xấu quá. Để em cột tóc cho công chúa nha. Không. Không là em đập công chúa. Gì vậy công chúa? I hate my adventure. Is that? Is that mommy? Ừ ba đó. It's wrong mommy. Nó nghe nè. Nó nghe nè, cái cô kia môi cho con. Rồi xong rồi mẹ với ba cả làm cái này xây lên cho con đó. Con có cảm ơn mẹ với ba chưa? Let it go. No, you gotta say come on Bob, come on mẹ. Thank you for building this for me. Rồi cảm ơn cô. And thank you to the person who bought it to you. Hình như cái cô đó tên là Julie. Her name is Julie, JD. Thank you, Julie. Can you say thank you, Julie? Say I love you, Julie. I love you, Julie. Oh wow.
Bây giờ con làm bộ con mở cửa ra cái con hát I had my adventure. Into à, ngủ hả? Đóng cửa hả? Hả? À mẹ vô với con hả? Ok trời ơi mà. Con nói con mời mẹ vào. Đúng rồi. Con đúng rồi. Mẹ cái này. Cái này sao? Ôi ôi, mẹ con mẹ. Thì sao? Mẹ ngủ mẹ ơi. Ai ngủ thôi, con nằm đi mẹ quay cho cô chú coi sao ngủ. Mẹ ngủ mẹ ơi. Con đi đâu vậy? Con đi shopping. Ờ con đi shopping hả? Vui không? Con có vui không? Đau. Ờ ủa dính đầu hả? Rồi, trục trặc kỹ thuật để em lấy cho công chúa, em xin lỗi công chúa nha. Thank you. Ừ. Rồi, bây giờ thì đó. Video này thì Chay sẽ chơi vậy thôi cô chú. Cảm ơn cô chú đã xem cái video clip này. Hả? Mẹ ngủ con hả? Dạ. Thôi bây giờ con chào tạm biệt cô chú đi rồi ngủ. Chào tạm biệt cô chú đi mình đi ngủ. Rồi công chúa đi vô lui về hậu cung. Bye bye. Bye bye. Thank you. Không bye bye nữa. Không bye bye nữa làm sao? Ông cháy này subscribe. Làm sao? Going to pick shopping. Mm. This my room. À, cái đó my gì? Princess room. Trời ơi, nó nói đó là cây chổi của công chúa đó. Coi kia cây chổi của công chúa nào mà cầm chổi trời. Hả, à, công chúa đâu có cầm chổi đâu. Trời ơi, công chúa cầm chổi quét nhà kìa cô chú kìa. Ôi ơi, công chúa này đúng là công chúa này Cinderella rồi. Công chúa này là công chúa... Trời ơi, con chú Elsa quét nhà cô chú. Trời ơi, nó quét nhà kìa. Ôi cha ơi, coi cái vụ đó này chưa phải. Ok. Sạch chưa? Dạ. Dạ. How about you want? Ừ, đó, sẽ quét đó nữa. Quét xong rồi dựng chổi đâu đâu. Dựng chổi đâu đâu. Mệt quá hả? Ừ, mệt quá. Are you sure you met Cinderella? Yeah. Yeah, đó dựng chổi đó đó. Con bà phù thủy cởi chổi thì sao? Phù thủy cởi chổi thì sao? Ui mệt quá đó hả? Ui quét nhà mệt quá đó cô chú. Rồi bye bye cô chú nha. Không phải. Không phải thì sao? Con đi shopping. À con đi shopping hả? Đi shopping thì phải bye bye cô chú chứ. Đi shopping. Cái bộ đồ này mặc chứ bền hơn cái bộ đồ. Thì con phải không? Bộ đồ này chứ mặc bền hơn cái bộ đồ Princess Jasmine. Công chúa Jasmine cái bộ đồ chi chưa gì đứt cái đứt dây này. Giống nhau không? Đó coi con coi kìa con dục đầm kìa. Mẹ sắp vô đã rồi cái con dục ra cái kiểu gì lạ lùng vậy chay. Không nghe tao đập nghe. Đó coi được không? Đó vậy đó. Trời ơi giờ nó đổi đầm. Giờ con muốn đổi đầm phải không? Rồi. Hello. Hello Elsa mẹ ơi. À phải nói là hello Elsa. Ok, hello Elsa. Hello Anna. Ô mẹ là Anna, Anna hả? Yeah. Ok. Oh, I think she wants to buy the Elsa dress from you because she's shopping. Oh, nó đi shopping nó ngọc là phải nói hello Elsa. Hello Elsa, xà muốn gì xà? Xà. Xà muốn gì? Xà này. Muốn xà đó hả? Nó quá trời luôn. À muốn quá trời luôn hả? Đây coi coi. Rồi biết rồi. Xà ngồi im đó đi xà. Nè xà. Không phải cái bo đầm đâu. Cái bo đầm đâu? Trời ơi, biết trên đầu cái đầu cái này nè. Đây đây chị hai. Rồi cái bo đầm nè. Đó, đây cho xà nha xà. Xà ăn gì đó xà. Xà ăn hamburger không xà? Dạ. Nè hamburger cái xà là xà. Xà ăn pizza không xà? Chị xà ăn pizza không? Pizza đi chị xà. Chị xà uống gì? Too much. Uống cà phê không? Too much mẹ ơi. Nhiều quá hả? Dạ. Rồi xà trả tiền em đi xà. Ok mẹ ơi. Ok Elsa. Mẹ qua mẹ của Elsa tên Elsa gì ta? Ok Elsa. El Camino.
Hello, Anna. Hello, Anna. How much is that going to be, honey? What is? How much is the price you got to pay? $2. Where's your... Uh-huh. $2. Where's your $2? Không, tiền ở đây hả? Ok. Rồi, đưa đây. Rồi, để nè, tiền cô đưa cho mẹ đi. Rồi, cảm ơn xà nha. Chúc chúc xà ăn ngon miệng, rồi đi đi xà. Mẹ ơi, nữa, tiền nữa hả? Không mính rồi. Rồi, thôi. Xà, bye bye. Bye bye cô chú, bye bye quý vị khán giả. Pizza. Bye-bye. Show everybody the pizza. No. Show everybody the pizza. Oh, and the burger. And the taco. Yeah, bring it to your home. Trời ơi, em xà nè. Bye. Rồi, em xà đó, em xà đi về cung điện. Để đi, đi. Em xà đi về cung điện. Cầm đi. Cầm đi từ từ thôi. Trời ơi, thổi nữa, thổi lắm, nóng quá lắm á. Em xà đi từ từ nè cô chú nè. Đó, xà vừa đi vừa thổi nè cô chú nè. Ôi ôi, xà cầm rất cẩn thận, không có bị té luôn. Hay quá xà ơi. Sao xà hay dữ vậy xà?